cũng mở đã phá vỡ kỷ lục ăn tới tận 110 dĩa bánh ướt cùng team nhà Fanny Hùng và Võ Sư Lập như thế nào? Ta nói lâu lâu mới có việc tái nạn mới lộn tái ngộ cùng anh em. Đã vậy còn được anh em quý quá chơi lớn ăn tới tận 110 dĩa bánh ướt. Bụng mỡ còn được trải nghiệm tận tay làm những chiếc bánh ướt thật nóng, nhưng mà có điều khó làm lắm nha. Bây giờ mà bạn nào rủ tôi đi ăn bánh ướt chắc tôi ký vô cái đầu bạn đó quá. Còn đây là chị chủ quán tận tay đổ chiếc bánh ướt khổng lồ cho Võ Sư Lộc nè. Và món ngày hôm nay bụng mỡ đại chiến sẽ là món bánh ướt bạn mời. Món này sẽ được ăn cùng với nem nướng nè, chả cơm nè, chả lụi và thịt nướng, và được chấm cùng bốn loại nước chấm như là mắm nêm, mắm mặn nè, có luôn cả nước chấm chua ngọt. Ta nói mấy cái dĩa đầu ăn rất là ngọt ngào, rất là ngon, rất là vừa ý bụng mỡ. Mới khoảng 20 phút đầu là anh em tôi người đã đá mười mấy hai chục dĩa rồi, rồi còn tâm tình giao lưu các kiểu con đà điểu, rồi còn nghiên cứu 101 cách ăn sao cho lẹ nhất. Lúc này là còn yêu đời lắm nên làm cho người anh em Võ Sư Lập một cái dĩa bánh ướt khổng lồ dài thiệt dài, trang trí đề co các kiểu như nhà hàng năm sao chữ FH này là Fanny Hùng đó mọi người. Và công cuộc chồng dĩa của chúng ta lại bắt đầu, lên dĩa và chồng dĩa. Tới lúc này là phải nhờ một bạn nhân viên ra cầm phụ nè, rồi một bạn không cầm hết thì ta gọi thêm hai bạn nữa. Ta nói bể một cái là hết tháng lương luôn. Và thế là 110 cái dĩa đã được chồng lên, ba bạn phải bắt ghế lên mới cầm được nha. Ta nói nhìn ba bạn giữ cái dĩa mà thương gì đâu luôn. Rồi thật sự lúc này ăn hết nổi rồi đó, phải cố gắng nhét vô. Mà cũng may làm sao là hoàn thành được thử thách. Trời ơi, mừng quá. Đã vậy còn được team của Fanny Hùng Võ Sư Lập tặng quà nữa, quá đã luôn. Bây giờ thì bye bye, hẹn anh em lần sau tái nạm nữa nha.